Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô một sản phẩm vô sư tử này. Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ tô một sản phẩm sâu đỏ nha. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con hà mã. Chào em. Gần như là thế. Nói với các em biết được. Nói nhà Hà Nội. Đây em. Xin chào. Xin chào ạ. Đây, hai bé làm gì đấy? À. Chào em. Nó làm gì đấy? Hả? Nhắn tin với ai vậy? Nhắn tin với ai cũng được mà. Bé đâu vậy? Hả? Bé, em ở đâu? Thanh Hóa. Ra Hà Nội chơi rồi. Như vậy là sản phẩm vua sư tử của mình đến đây kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm con hà mã đến đây cũng là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm sâu đỏ nha các bạn ơi, mình đã kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Tò mò lắm ạ. À sao? À. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm tiểu đen này.
Đây, mình sẽ tô một sản phẩm con kiều cho các bạn xem. Sản phẩm hải cẩu xanh nha các bạn ơi. Hãy chờ đón xem mình tô một sản phẩm này. Đang làm YouTube, làm video YouTube mà. Không biết à? Anh sợ lắm có bắt không em xin bao nhiêu em xin bao nhiêu em sinh năm bao nhiêu em bao nhiêu tuổi ấy 16 10 14 ấy. 14 ấy. À quê ở Thanh Hóa nhỉ em vừa bảo em ở Thanh Hóa đúng không em ở đâu em ở đâu ra Hà Nội chơi không sao không sao không thích nhỉ mười bốn tuổi thì có người yêu chưa có rồi à đọc kênh YouTube đấy để em vào xem á để em vào xem á không cho bài đi